Kính thưa quý vị và các bạn, hầu hết chúng ta nghĩ rằng mình nghèo, mình chưa thành công cũng vì ta chưa gặp may. Ta thường mang một tâm lý tương tự để lý giải ta cho rằng bởi vì cuộc đời chưa trao cho họ cơ hội. Cũng có người luôn đi tìm kiếm những cơ hội để có một ngày đổi đời, nhưng mà tìm hoài không thấy đâu. Vì sao người khác có nhiều cơ hội, còn bạn thì không? Lẽ nào cuộc đời lại bất công như vậy? Đó là những vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn với nội dung Sống có tâm, vạn sự đều lành, gieo tâm từ bi gặt được phước đức. Kính mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Trong cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, còn gọi là kinh Pháp Hoa, tên tiếng Anh là Lotus Sutra, có ghi lại rằng trong một lần thuyết giảng cho các học trò của mình, Đức Phật đã kể lại một câu chuyện về hai người bạn thân có cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau. Ngày xưa có một người đàn ông sống rất nghèo khổ, song lại có một người bạn là một thương gia giàu có, rất tốt bụng và hào hiệp, chẳng phân biệt sang hèn. Cứ như thế, họ đã duy trì được tình bạn vô tư trong nhiều năm. Có một hôm khi đang đi trên đường, hai người bạn vô tình gặp nhau, họ dừng lại nói chuyện vui vẻ. Thương gia ngỏ ý mời bạn của mình về nhà để có thêm thời gian hàn huyên. Sau khi được bạn thết đãi nhiệt tình với những món ăn ngon cùng loại rượu hảo hạng, người đàn ông say quá nên đã ngủ thiếp đi, không còn biết trời đất là gì nữa. Trong khi đó, chủ nhà lại nhận được tin gấp liên quan đến chuyện làm ăn ở phương xa, cần mình phải tới xử lý ngay. Chính vì thế, anh ta đã để người bạn ngủ lại tại nhà, một mình lên đường giải quyết công việc làm ăn. Trước khi đi, thương gia thấy hoàn cảnh của bạn mình khó khăn, rất thương và muốn ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, nhìn người bạn đang ngủ say, anh ta không nỡ đánh thức, đành bỏ vào trong túi áo của bạn một viên ngọc quý để bạn có thể bán đi, trang trải phần nào chi phí cho cuộc sống. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, thương gia vẫn thấy không yên tâm, vì nhỡ bạn của anh ta ngủ say quá mà để viên ngọc rơi ra thì phải làm sao? Nghĩ vậy, anh liền đi lấy kim chỉ và một mảnh vải, cho viên ngọc vào mép áo, khâu thật chắc viên ngọc quý lại, thật cẩn thận rồi rời đi. Sáng hôm sau, người bạn tỉnh dậy, không thấy bạn mình đâu, nên đoán chắc bạn mình có việc nên đi trước, không hề biết tới món quà quý giá mình đã được tặng. Anh ta đi về nhà, tiếp tục cuộc sống bần hàn với nhiều khó khăn như trước kia, chẳng mảy may suy nghĩ gì. Bẵng đi một thời gian dài, hai người lại vô tình có dịp hội ngộ. Thương gia mới hỏi anh bạn rằng, với món quà quý giá đó, dạo này cuộc sống của anh đã khá lên chưa? Nói rồi, anh ta chỉ cho bạn mình chỗ đã giấu viên ngọc quý. Ngắm nhìn viên ngọc quý giá và xinh đẹp, người bạn vô cùng bất ngờ. Xong, anh ta càng ngạc nhiên hơn khi chính bản thân mình đã mang theo nó đi khắp nơi mà không hề hay biết gì. Hóa ra, mình đã sở hữu một thứ quý giá đến vậy mà lại không biết tận dụng nó để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Nghe xong câu chuyện mà Đức Phật kể, các môn đồ đều nhìn nhau cười. Có người cảm thán nói rằng, thưa Đức Phật, người đàn ông nghèo khổ kia sao mà ngốc quá vậy? Đem theo một viên ngọc quý ngay bên mình mà cũng không nhận ra sao? Đúng vậy, viên ngọc hẳn phải gây ra sự dướng díu nhất định nào đó chứ. Sao có thể không nhận ra để rồi phải sống một thời gian dài trong nghèo khổ thiếu thốn nhỉ? Một môn đồ khác lên tiếng như vậy. Đức Phật nghe tất cả những lời nhận xét ấy, không nói gì. Một lát sau, Ngài mới hỏi lại, chẳng phải nhiều người trong các ngươi chính là người đàn ông nghèo khổ đó sao? Đám đông các môn đồ ngồi dưới nhìn nhau, chưa rõ ý của Đức Phật. Thế vậy, Ngài đã thông thả tiếp lời. Mỗi người trong chúng ta đều ít nhất có một người bạn tốt giống như anh chàng thương gia kia. Mỗi chúng ta đều được tặng quà ít nhất là một lần. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhận ra được viên ngọc ấy và biết cách dùng nó để làm cho cuộc sống của mình tốt lên.
Có người thì mất vài năm, có người phải mất hàng chục năm. Lại cũng có người cả đời vẫn sống trong nghèo khổ, không có lấy nổi một ngày được hưởng sự sung sướng từ món quà quý giá mà mình được trao tặng. Vậy vì sao ta quên mình đang sở hữu với ngọc quý? Theo câu chuyện vừa kể trên, Đức Phật dạy ai cũng sở hữu với ngọc quý, nhưng không phải ai cũng đủ tinh ý hoặc đủ khả năng để nhận ra khi nào mình có nó và dùng viên ngọc để cải thiện cuộc sống của mình. Thế cho nên có người mãi sống trong nghèo khổ, cuối cùng thì đánh mất cơ hội đổi đời từ bao giờ mà không hề hay biết. Sự thật là nhiều người có được gia đình hạnh phúc, nhưng họ vô tình đánh mất vì một lý do nào đó, sau này tiếc nuối, hối hận cũng đã muộn màng. Có người được trao cho cơ hội thăng tiến, nhưng vì sợ hãi, nhút nhát, từ chối, nên suốt cuộc đời sống quẩn quanh, mất phương hướng. Hay có những người được cơ hội đầu tư béo bở, nhưng vì không tự tin hoặc không đủ trình độ nên đánh mất. Sự thật là vì chúng ta cũng giống như người đàn ông nghèo trong câu chuyện vừa kể trên. Ta cứ sống một cách vội vã, dường như chỉ là để qua ngày, nên quên dừng lại một chút để xem xét lại cơ hội vận may đang ở trong túi của mình hay không. Cũng như vậy, trong câu chuyện một người nông dân nghèo đến tìm một ông cụ được xem là thông tuệ nhất trong vùng, đang sống trên núi, để xin cơ hội làm giàu. Ông cụ nói rằng, Thượng Đế luôn cho mỗi người cơ hội giàu có, thành đạt. Biết nắm bắt cơ hội thì sẽ làm được thôi, sao phải tìm đến ta làm gì? Người nông dân than vãn rằng, mình chăm chỉ, vất vả sớm hôm, nhưng vẫn không thể giàu lên được. Vì mũi lòng thương nên ông cụ đã dặn, mỗi sáng sớm và khuya, khi mặt trời chưa mọc hoặc đã lặn, cậu hãy đến bãi cát ngoài thôn, tìm lấy hòn đá tâm nguyện. Đó là hòn đá khi cậu cầm lên và nắm tay lại, sẽ thấy nó rất ấm và phát sáng. Nếu có được nó thì sẽ đạt được mọi ước muốn. Nên nhớ là khi đã cầm lên thì phải giữ vững trong lòng bàn tay. Có thể thì cơ hội làm giàu mới đến được. Nếu vứt xuống đất thì viên đá lập tức mất linh nghiệm. Người nông dân cảm ơn và làm theo lời ông nói. Sau mấy tháng miệt mài vẫn không tìm thấy được đá tâm nguyện, cho rằng cụ ông lừa mình, anh ta tức giận chộp lấy một viên đá ném đi, và bỗng dưng viên đá ấy phát sáng và nổ tung. Hình ảnh của ông cụ bỗng dưng hiện ra và nói, đáng tiếc cho nhà ngươi, cơ hội đã đến rồi, vậy mà theo thói quen của một kẻ thiếu kiên nhẫn, ngươi lại để tuột mất. Cũng như bao lần trong đời, ngươi đã bỏ qua không biết nắm lấy. Trong giây phút cuối, ngươi đã tìm thấy đá tâm nguyện, vậy mà chỉ một cái nắm tay, ngươi cũng không làm được, mãi mãi đã đánh mất cơ hội rồi. Anh nông dân tức tưởi, vì chỉ còn vài giây nữa mà bản thân vẫn không kiên nhẫn, dụt mất cơ hội của mình. Bởi thế, hãy trân trọng từng cơ hội của chúng ta. Trong cuộc sống, ai trao cho ta cơ hội cũng phải nâng niu. Trong tình cảm, gặp một người cũng là đáng trân quý. Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua. Cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên. Biết đâu, ngày mai thôi, mỗi người đã đi một hướng. Trong cuộc sống, đừng vì mãi đi tìm hạnh phúc mà đánh mất hạnh phúc đang có. Hạnh phúc và vô sướng, đó là cảm giác và cảm nhận. Khi tâm có chất liệu của hạnh phúc thì hoàn cảnh đau khổ, trái ý nghịch lòng đều là chuyện nhỏ so với dung lượng hạnh phúc hiện hữu trong tâm của mình. Vui một ngày thì lãi một ngày. Hạnh phúc do mình tạo ra. Hạnh phúc bình an là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Bạn đã biết viên ngọc quý của mình là gì chưa? Con người ta thường dễ chấp nhận và thích nghi với cuộc sống bình thường, thậm chí là nghèo nàn. Đó là lý do các nhà tâm lý chỉ ra rằng có tới 96% sinh ra trong cơ hàn và chết đi cũng trong nghèo khó. Là bởi vì họ thích nghi với cuộc sống nghèo nàn của họ. Sống trong cái khổ quá lâu, dần dần họ thích nghi và không cảm thấy việc thoát nghèo làm việc họ phải làm bằng mọi giá.
4% nhóm người còn lại tuy là thiểu số, nhưng lại là nhóm người quyết tâm bứt phá để tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Những người này, cho dù cuộc đời có nhiều nghịch cảnh, nhiều thử thách, họ vẫn quyết tâm vươn lên và tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Vậy cơ hội là gì mà tại sao nó lại chỉ đến với một số ít người? Và rất nhiều người phải thừa nhận rằng nó không bao giờ đến với họ. Chúng ta chỉ quen than vãn về những thứ mình không có, cho nên cũng chẳng có thời gian để tìm ra viên ngọc quý mình đang sở hữu là gì. Có thể lúc này bạn đang tự hỏi rằng viên ngọc quý của mình là gì? Cuộc đời giống như một tòa địa ốc khổng lồ, không giới hạn số tầng. Và mỗi người từ khi sinh ra đều xuất phát từ những tầng thấp nhất. Mỗi ngày trôi qua, các cơ hội luôn xuất hiện ở mỗi tầng. Thế nhưng, chỉ có những ai leo lên được tầng nào mới có thể nắm bắt được cơ hội ở tầng đó. Hình ảnh ẩn dụ này chính là quy luật của cuộc sống và quy luật của cơ hội. Hóa ra, thời điểm tốt nhất để bạn chuẩn bị nắm bắt lấy cơ hội trong tương lai, đó chính là phải nâng cấp bản thân ngay trong hiện tại. Việc trước tiên vẫn là bạn phải thực sự tin tưởng rằng mình cũng đang sở hữu vận may, cơ hội hay viên ngọc quý của riêng mình. Từ đó bạn mới có thể tĩnh lặng để nhận diện ra nó là gì. Đúng như Albert Einstein từng nói, mỗi người sinh ra đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn bắt một con cá thể hiện khả năng qua việc trèo cây thì cả đời của nó sẽ sống và tin rằng nó chỉ là một đứa ngốc. Albert Einstein muốn nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Hãy tìm ra điểm mạnh của mình rồi trau dồi và phát triển nó. Sự thật là nếu bạn tập trung sai chỗ sẽ chỉ lãng phí thời gian công sức mà thôi. Thế cho nên điểm mấu chốt cũng là khó khăn nhất, vẫn là bạn phải nhận ra đâu là ưu thế của mình. Thời gian còn lại là bạn phải kiên nhẫn để tìm ra, khám phá ra nó, để tập trung mài dũa viên ngọc thô trở thành viên ngọc quý. Ngay từ hôm nay, bạn có thể vận dụng nó vào cuộc sống của mình. Thí dụ, bạn có khả năng về âm nhạc thì tìm cách thể hiện đam mê ấy, dù bạn đang làm ngành nghề nào đi nữa. Nếu có khả năng về thẩm mỹ thì hãy tiếp tục sở thích ấy của mình. Đừng chỉ vì một vài lời chê bai, một vài thất bại ban đầu đã nghĩ rằng mình không thể. Viên ngọc quý luôn sẵn có trong túi của bạn, nhưng nó chỉ lộ diện khi bạn đủ tĩnh tâm, đủ hiểu biết để nhận ra chúng mà thôi. Cuộc sống này rồi sẽ dẫn ta đến những bến bờ nào, ta cũng không biết được. Nhưng khi ta có niềm tin, khi được thỏa mãn đam mê của mình, ta sẽ đạt được điều mình muốn. Đời. Kính chào quý Phật tử và các bạn. Theo quan niệm của một số người thời xa xưa, họ cho rằng đời sống con người là do đấng tạo hóa hay thần linh thượng đế hoặc là ông trời tạo ra và sắp đặt. Ai tin và chịu theo các ngài thì được hưởng ân sủng tối cao. Còn ngược lại, ai không tin, không làm theo ý của các ngài thì sẽ bị đọa vào chỗ khốn cùng. Con người sinh ra đều có số mệnh định sẵn, đã có sự an bài. Con người khó có khả năng vươn lên vượt qua số phận tối tăm của mình. Vì vậy, có một số người thường nói số trời đã định, không ai có đủ khả năng để thay đổi cuộc đời của họ. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng chúng ta nên thay đổi cách nhìn để thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta nói rằng sống trên cuộc đời này, giàu nghèo sang hèn như thế nào đều do số mệnh đã định sẵn, thì con người đều bất lực, xuôi tay phải chấp nhận sống theo mệnh lệnh của đấng tối cao. Thực tế có phải vậy hay không? Trong khi đó, thế giới hỗn loạn, chiến tranh, bệnh đau, con người đối xử độc ác với nhau, lại thêm nạn thiên tai lũ lụt sóng thần, động đất, nghèo đói dịch bệnh, chết chóc đau thương hàng loạt. Chẳng lẽ đấng tối cao cũng tạo ra những điều đau khổ ấy hay sao? Nếu như con người và muôn loài đều do một đấng thần linh thượng đế quyền năng tạo ra, thì tại sao lại có sự sai biệt quá lớn trong thế gian này nhiều đến như vậy?
kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trắng người đen, kẻ cao người thấp, kẻ sống lâu, còn người thì chết yểu, kẻ thông minh, người thì dốt nát, vân vân. Chẳng lẽ nào Đấng Tối Cao muốn tạo ra nhiều đội bất công và sai biệt như thế sao? Nếu nói số phận con người không thể thay đổi được, thì câu chuyện mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây sẽ cho chúng ta thấy quan điểm ấy không vững chắc và không phù hợp cho kiếp nhân sinh này. Ngày xưa có một ông thầy tướng số rất giỏi, bói đầu trúng đó. Gần nhà có người nông dân nghèo nhưng mà chất phác thật thà hiền hậu. Có một hôm, trên đường đi làm ruộng về, vô tình đi ngang qua nhà ông thầy tướng số thì trời đổ mưa. Người nông dân ghé vào trú mưa. Thầy tướng số nhìn anh nông dân kỹ càng từ khuôn mặt cho đến dốc dáng, tướng đi rồi lắc đầu nói: "Số của chú nghèo ba đời." Dân gian thường nói: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời." Câu này có ý nói là không có cái gì là cố định cả. Nếu nói số phận cố định không thể thay đổi thì người giàu sẽ giàu mãi, người nghèo thì phải an phận chịu cảnh nghèo khó túng thiếu. Có cố gắng bố thí cúng dường, giúp đỡ sẻ chia, siêng năng làm việc thì cũng bằng thừa, vô ích mà thôi. Rồi thời gian trôi qua, anh nông dân mỗi ngày vẫn đi làm ruộng bình thường, vẫn với thân phận nghèo túng. Một hôm, trên đường đi về nhà, anh thấy sợi dây chuyền vàng của ai đánh rơi bên vệ đường. Anh nông dân nhặt lên rồi suy nghĩ, không biết sợi dây chuyền này của ai? Nếu mình không thấy, người khác lượm được thì sao? Có chắc là họ sẽ trả lại cho khổ chủ hay không? Người bị mất chắc chắn sẽ phải đau khổ vì mất của. Do suy nghĩ như vậy và tội nghiệp cho người bị mất, thay vì đi về nhà dùng cơm trưa, anh ngồi lại ngay chỗ đó để chờ người khổ chủ đến tìm trả lại. Anh ngồi suốt từ trưa đến chiều, quên cả đói bụng, giống như hy vọng gặp người bị mất để trả lại. Đến lúc trời vừa chập choạng tối, anh thấy có một cô gái vừa đi vừa nhìn xuống đất như tìm kiếm vật gì, lại vừa đi vừa khóc sướt mướt. Anh bèn kêu lại hỏi thăm cớ sự ra sao, có việc gì buồn phiền đau khổ mà phải khóc như vậy. Cô nói trong nức nở nghẹn ngào: "Dạ thưa bác, con vừa được chồng sắp cưới tặng cho đôi bông tai và một sợi dây chuyền bằng vàng 24. Chẳng may trên đường đi về nhà, sợi dây chuyền bị đứt rơi mất lúc nào con cũng không hay. Nếu mà không tìm lại được nó, chắc con phải tự tử chết quá bác ơi. Để khỏi bị bên chồng nghi ngờ, con đem tặng cho người khác." Nghe xong, anh nông dân mới hỏi cô về hình dáng, màu sắc của sợi dây chuyền ra sao. Cô gái mô tả đúng như sợi dây chuyền anh đã nhặt được. Anh nói phước của cô đó nên chưa mất của. Anh liền đưa sợi dây chuyền ra. Cô gái nhìn thấy mừng quá: "Đây đúng là sợi dây chuyền của con." Anh nông dân trao lại sợi dây chuyền cho cô gái và vui vẻ đi về nhà dùng bữa cơm trưa muộn màng trong trời tối. Nhờ tấm lòng tốt của anh nông dân mà cô gái thoát chết trong tầm tay và sống hạnh phúc bên chồng. Tuy anh nông dân là người nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng khi lượm được của rơi, anh không sinh lòng tham đắm. Và anh nghĩ rằng người mất của rất đau khổ, nên anh không nỡ lòng nào lấy đi cái của ấy. Bởi vì anh là một Phật tử thuần thành, luôn sống theo lời Phật dạy. Nhờ hiểu thấu được lý nhân quả, nên anh nông dân không quản ngại hay tiếc công, mặc dù bụng đã đói meo, anh vẫn sẵn sàng ngồi lại để chờ chủ mất của đến trả lại. Đây cũng là một nghĩa cử cao thượng với những ai đã có lòng tin nhân quả sâu sắc. Hành động tốt đẹp đó nói lên tinh thần cứu khổ, ban vui của người tu theo đạo Phật. Không bao giờ làm tổn hại đến người khác dù chỉ trong tâm tưởng. Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ dạy cho ta một nhận thức sống đúng đắn, một hiểu biết chân chính và sẵn sàng san sẻ nỗi khổ niềm đau, làm với bất sự bất hạnh, luôn dấn thân phục vụ vì lợi ích tha nhân với tinh thần chia vui sớt khổ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh nông dân vẫn miệt mài với công việc đồng áng của mình, vẫn ở thân phận nghèo thiếu. Có một hôm, anh ghé thăm nhà thầy tướng số. Thấy anh, ông ngạc nhiên nói: "Tướng của chú sắp làm quan rồi." Anh nông dân nói: "Thưa bác, con là một nông dân thuần túy, đâu có tri thức chữ nghĩa gì nhiều mà làm quan. Người làm quan thì phải học cao hiểu rộng, có năng lực lãnh đạo giúp dân giúp nước. Còn con thì chỉ biết cày sâu cuốc bẩm, ruộng đồng thiếu trước hụt sau thì giúp gì cho ai được." Nhưng thầy tướng số cứ quả quyết rằng: "Tôi từ xưa đến nay xem tướng số cho ai chưa trật bao giờ. Bây giờ tôi hỏi thiệt chú ha, từ ngày chú ghé nhà tôi cho đến nay, chú có làm nhiều phước thiện nào không?" Anh nông dân trả lời: "Dạ, con đâu có làm việc gì lợi ích cho ai." Xong anh chợt nhớ lại: "Dạ, mà con có một lần lượm được sợi dây chuyền vàng, con ngồi chờ gần đến tối để đem trả lại cho cô gái. Đó là phước đức của chú đó. Chú đã thay đổi và chuyển hóa được nghiệp nhân nghèo khổ của mình rồi. Chú sắp được làm quan rồi. Chú hãy nhớ lời tôi nói nghe." Anh nông dân nghe thầy tướng số nói sao thì hay vậy, chẳng quan tâm gì đến những lời lẽ ấy. Về nhà, anh vẫn tiếp tục công việc ruộng nương của mình từ bấy lâu nay. Đến khi dân chúng trong làng được lệnh cấp trên cho chọn người hiền đức để bầu làm xã trưởng, sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ anh mới thấy thầy tướng số nói không sai. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rõ ràng tướng số cũng không cố định, có thể thay đổi được nếu ta biết tu thân tích đức. Ai nói rằng cuộc sống con người là do trời định đoạt, sắp đặt sẵn con người sẽ sống phụ thuộc vào đấng tối cao ấy, thì người nghèo sẽ phải nghèo vĩnh viễn. Nhưng trên thực tế có phải vậy hay không? Có người từ thuở hàng vi nghèo khổ, nhưng khi lớn lên biết siêng năng chăm chỉ làm việc rồi trở nên giàu có. Đó là một sự thật mà ai cũng có thể thấy. Còn anh nông dân kia, do dù đời trước không biết giúp đỡ sẻ chia, cho nên đời này phải chịu nghèo khổ. Nhờ gặp được Phật Pháp và một lòng tin sâu nhân quả, nên sống hiền hậu và chất phác thật thà. Phật Pháp rất sâu kín và nhiệm màu, ai có duyên lành nhiều đời mới gặp được tam bảo sáng soi. Là một Phật tử sống tốt theo lời Phật dạy, anh nông dân dù nghèo nhưng trong sạch, nhờ tâm niệm tốt đẹp lượm được của rơi, mà nghĩ rằng người mất sẽ khổ đau nên cố tình ngồi lại chỗ mất để trả lại cho chủ. Nhờ vậy mà anh nông dân được đổi đời. Chúng ta biết rằng sự sống của chúng ta rất cần đến tiền bạc của cải, nhưng tiền bạc của cải do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra mà ta chưa chắc giữ được, huống hồ là lượm của rơi. Chính nhờ biết ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống hàng ngày mà anh nông dân chuyển được kiếp nghèo khổ của mình. Thời nay, việc lường gạt trộm cướp vẫn xảy ra hàng ngày. Một số người có quyền cao thì lợi dụng để tham ô hữu hóa, hối lộ bắt chẹt để moi móc tiền của dân. Tất cả đều do không hiểu lý nhân quả, cho nên mới dám làm những điều sằng bậy như thế. Khi xưa Phật chưa ra đời, nhiều người không biết nên tin vào học thuyết số phận đã an bài, do một đấng tối cao quyền năng tạo ra tất cả. Ai như thế nào phải chịu như thế ấy, suốt đời không thể nào thay đổi được. Đó là nói cách nhìn của người thường kiến, họ lợi dụng quyền cao chức trọng để bắt buộc kẻ dưới phải phục tùng cho mình, và đó là cách thức để bảo vệ địa vị của họ. Nhờ tu chứng dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã thấy rõ mọi sự sai biệt trong cuộc đời này đều do nhiều nhân duyên hòa hợp lại mà hình thành. Trong vũ trụ bao la này, không có cái gì do một nhân mà thành để bảo tồn sự sống. Còn nếu có ai nói rằng có một chủ thể tạo ra tất cả, thì ta biết rằng người này chưa hiểu về sự vận hành của nhân quả nghiệp báo trong bầu vũ trụ bao la với thiên hình vạn trạng. Bởi không thể có cái gì chỉ có một nhân mà hình thành được.
Nếu nó cái gì cũng do trời quyết định, thì tại sao có sự bất đồng và sai biệt trên thế gian này? Không ai giống ai. Nếu Thượng Đế có khả năng ban phước giáng họa, thì tại sao không ban phước lành đến cho tất cả chúng sanh? Còn nếu nói rằng số phận đã định sẵn từ trước, thì tại sao có người thay đổi được vận mệnh của mình, như anh nông dân lượm được sợi dây chuyền kia chẳng hạn? Đức Phật dạy rằng, chính sự tạo tác của đấng tối cao mà con người trở nên sát hại, trộm cướp, loạn luân, giả dối, phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khao khát, hiểm độc và hiểu biết sai lầm. Nếu số mệnh đã sắp đặt sẵn, định sẵn thì thật là tai hại vô cùng. Nếu ai lỡ làm những việc xấu ác thì cứ đổ thừa cho số phận tôi như thế, không cố gắng phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời. Đạo Phật quan niệm rất thiết thực, không chấp nhận hay đổ thừa cho số phận. Làm cái gì được thì nói nhờ trời, còn không được thì đổ thừa tại trời. Nói như vậy thì oan cho trời quá. Người nào quan niệm như thế thì vô tình hại mình, hại gia đình và xã hội. Bởi vì người ấy sẽ không cố gắng phấn đấu để vươn lên, sống có ích cho cuộc đời, mà rơi vào dị đoan mê tín. Trong khi đó, mỗi con người chúng ta đều có khả năng suy luận, nhận xét, tư duy, quán chiếu, có thể vận dụng sự hiểu biết của mình mà thay đổi, chuyển hóa từ con người đến muôn loài vật. Còn nếu ta sống mà không có ý chí, nghị lực, thiếu quyết tâm để phấn đấu vươn lên, vượt qua số phận đã an bài, mà cứ bảo rằng có một đấng thần linh thượng đế có khả năng ban phước giáng họa, thì thật là vô lý và bất công làm sao đâu. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này có tấm gương phản chiếu. Mọi sự gặp gỡ trên đời không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả đều có lý do của nó. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tất cả các pháp trên thế gian này đều hình thành do nhân quả. Nhưng để nhân biến thành quả thì phải có duyên tác động. Nhân ác gặp duyên ác thì trổ quả ác. Nhân thiện gặp duyên thiện thì trổ quả thiện. Có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Chính vì vậy, hiểu rõ về nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta an vui tự tại trong cuộc đời này. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình này hôm nay. Những người tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn. Trong Đạo Đức Kinh viết rằng, thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân. Ý câu này nói rằng, đạo trời là công bằng, trời Phật không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người chăm chỉ hành thiện. Lòng tốt là một kho báu, và nó là vô tận trong một đời người. Trái tim là mảnh đất màu mỡ, trải qua hơn trăm đời, vẫn nên giữ một trái tim lương thiện. Hãy tự tế, bạn sẽ được khen thưởng, còn tin hay không là tùy ở bạn. Cách đây khá lâu, có một đoàn khảo cổ học đã tiến vào sa mạc Sahara, nơi được mệnh danh là biển sa mạc, không có đường quay trở lại. Bộ xương của người quá cố có thể được nhìn thấy khắp nơi trong sa mạc này. Vì vậy, đội trưởng đội khảo cổ đã yêu cầu mọi người dừng lại, chọn một nơi cao để đào hố, chôn bộ xương và sử dụng cành cây hoặc đá để xây một bia mộ đơn giản cho người quá cố. Nhưng có rất nhiều bộ xương trên sa mạc, nên việc chôn cất mất rất nhiều thời gian. Các thành viên trong nhóm phàn nàn, chúng tôi đến đây là để khảo cổ học, không phải để thu thập xương người chết. Nghe vậy, trưởng đoàn ân cần nói, mỗi một đống xương có thể đã từng là đồng nghiệp của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xác của họ phơi bày giữa cái nắng ở nơi hoang vu như thế này được. Một tuần sau, nhóm khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật và đồ tạo tác cổ đại trong sa mạc và gom lại đem về. Nhưng thật không may cho họ, khi họ quyết định rời đi thì một cơn bão bất ngờ thổi đến, phương hướng bị biến mất trong vài ngày đêm.
ngay cả việc sử dụng la bàn cũng không thành công. Đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng. Dần dần, thức ăn và nước ngọt bắt đầu khan hiếm. Rồi sau đó, họ hiểu tại sao lại có nhiều xương trong sa mạc này như vậy. Đang lúc khủng hoảng, đội trưởng đột nhiên nói: "Đừng có tuyệt vọng. Đừng quên, trên đường chúng ta tới đã để lại những tấm biển chỉ đường. Đó chính là những ngôi mộ mà chúng ta từng chôn cất từ khi mới bước vào sa mạc." Sau đó họ đi dọc theo những tấm bia mộ, dưới đó họ chôn vùi xương người, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi biển chết này. Sau này trả lời phỏng vấn của phóng viên, các thành viên trong đoàn khảo cổ đều thở dài nói: "Thật ra lòng tốt là tấm biển chỉ đường chúng tôi để lại cho chính mình. Bia mộ cũng chính là biển báo mà các thành viên trong đội đã chôn cất để lại trong sa mạc. Lòng tốt là phúc lành để lại cho chính mình trên đường đời. Trong cuộc sống, dù bạn là người nào, làm gì, ở đâu, bạn phải biết rằng những gì bạn làm cho người khác chính là đang làm cho chính mình. Vì vậy, muốn có được cái gì thì trước hết phải để người khác có được. Cuộc sống như một tiếng vọng. Nếu bạn dành lòng tốt cho người khác thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được lòng tốt từ người khác. Mọi phước báo đều không thể tách rời chữ tâm. Những phước lành mà bạn tích lũy được thường sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn. Hãy sống tử tế mọi lúc mọi nơi. Hãy cứ hỏi lòng mình, đừng hỏi đến việc được và mất. Tiếng thơm sẽ theo bạn suốt chặng đường dài. Người tốt sẽ luôn luôn gặp may mắn. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, trong làng tôi ở có một người phụ nữ quá chồng. Số bà thật là khổ. Chồng bà mất khi còn rất trẻ vì làm việc quá vất vả. Vài chục năm trôi qua, chẳng mấy ai còn nhớ nổi tên thật của bà là gì nữa, bởi mọi người đều đã quen gọi bà là bà Trương. Theo suy nghĩ của người Á Đông, nhất là những người ở thời đại trước, nuôi lợn lấy mỡ, nuôi con thì đỡ chân tay. Nuôi con là để sau này có thể dựa dẫm lúc về già. Thế cho nên nhiều người làng tôi cứ tiếc mãi cho bà, vì bà chỉ có ba cô con gái. Đôi lúc có người lại chép miệng nói rằng: "Giá như có một đứa con trai, có thể đời bà Trương sẽ không phải khổ sở như vậy." Vì con, bà cắn răng làm việc bất kể thời gian, chịu đựng mọi khổ đau để nuôi ba con gái trưởng thành, rồi lo cho yên bề gia thất. Ba cô con gái lấy chồng, cứ mỗi một đứa đi, bà lại già thêm vài phần. Cho đến khi cô Út được gả đi, bà Trương bỗng chốc già đi trông thấy. Tóc thì bạc trắng, mặt thì đầy nếp nhăn. Mùa đông năm đó, nhận thấy ngay cả việc đi lại cũng đã rất vất vả. Châm lửa nhóm bếp cũng đã khó, chứ chưa nói đến việc nấu nướng. Trước cảnh ngộ đó, bà chợt nghĩ đã đến lúc suy nghĩ về việc hậu sự của mình. Vốn đã quen với việc phàm là chuyện của mình, bà tuyệt đối không tìm đến nhà con gái để bị biến thành quả bóng đá qua đá lại. Thế cho nên bà mới quyết định ở một mình đến già trong căn nhà hai gian dột nát. Nhưng có một việc bà vẫn chưa thể an tâm. Bà còn có một cây trâm vàng rất quý do tổ tiên để lại. Trước khi đi, bà không muốn đòi hỏi con cái thứ gì. Bà chỉ là muốn để chút tích cóp cuối cùng cho một trong ba cô con gái mà thôi. Nếu như để lại, sẽ phải để lại cho cô nào hiếu thuận nhất. Bà Trương nghĩ vậy, chỉ có như thế bà mới an tâm ra đi. Thế nhưng cô nào mới là người hiếu thuận nhất? Bà thật khó nghĩ và khó phán đoán một cách chính xác được. Ba cô con gái sau khi xuất giá chẳng khác nào diều đứt dây, rất ít khi về nhà thăm mẹ. Tuy nhiên, may mắn là cả ba cô đều lấy chồng không xa, cho nên bà quyết định sẽ cố đi thăm từng đứa một. Buổi sáng hôm đó, bà quyết định đến nhà cô cả tên là Quyên. Cô này được gả vào nhà có điều kiện nhất nhì trong làng. Thấy mẹ đến nhà mình, Quyên chỉ mời mẹ một bữa cơm đạm bạc
có đĩa lạc rang và một đĩa rau xào mặn. Bà Trương ngại ngùng nói với con rằng răng của mình không tốt, cố đưa vài miếng vào miệng rồi đi. Vừa ra khỏi cổng chưa xa, bà gặp cậu cháu ngoại đang chơi ở ngoài đó. Bà ngoại ơi, vào nhà con ăn cơm đi. Hôm nay mẹ con hầm đùi heo. Cậu cháu ngoại vô tư nói như vậy. Ngoại ăn rồi, con về ăn đi. Nói xong, trong lòng bà cụ trào dâng một cảm giác chua xót. Bà Trương lại tiếp tục đến nhà cô thứ hai tên là Anh. Chồng cô là một người chạy xe chở hàng, tiền kiếm được không ít, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Thấy mẹ đến, cô bỗng có thái độ không vui. Vào bếp mang ra đĩa giá đổ ăn dở, vài cái bánh bao và bát nước nóng ra mời mẹ. Bà cụ cảm thấy mình không khác gì một người ăn xin, lặng lẽ ăn vài miếng, nước mắt chỉ chực trào ra. Thế nhưng cô con gái làm như không thấy, còn nói: mẹ, đã quá trưa rồi, mẹ tranh thủ trời còn sáng mà về đi cho sớm. Bố bọn trẻ một lát nữa sẽ về, con cũng còn bận việc nữa. Bà Trương gật đầu, ngước nhìn lên trời rồi lập cập rời đi. Hai cô con gái này khiến cho bà lo lắng, tốn bao tâm sức. Thật không ngờ chẳng câu nào nghĩ cho mẹ dù chỉ một chút. Đi mãi, cho đến khi trời tối, bà chợt nhận ra mình đã đi thẳng đến nhà cô con gái thứ ba tên là Tú. Không được may mắn như hai cô chị, Tú vừa lấy chồng xa nhất, điều kiện gia đình cũng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc. Thấy mẹ đến nhà, cô rót cho mẹ bát nước rồi vội vã ra ngoài. Trong lòng bà Trương bỗng trào lên cảm giác lạnh lẽo. Không ngờ cô Út lại đối xử với mình như thế. Nếu đã vậy, bảo bối gia truyền bà chỉ còn cách mang theo vào quan tài mà thôi. Nghĩ đến đó, bà đứng dậy ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, cụ Út tay xách một túi thịt lợn và một bó rau đi vào, cất tiếng vui vẻ: mẹ, tối nay mẹ đừng có về, chúng ta làm bánh há cảo ăn nghe mẹ. Vào thời đó, với điều kiện kinh tế của cô Út, có lẽ chỉ có Tết mới có thịt ăn chứ thông thường có mắm, có muối ăn đã là tốt lắm rồi. Tiền mua thịt không biết ở đâu mà có. Đến lúc ăn cơm, bà Trương vô tình nhìn lên tóc con gái và phát hiện chiếc trâm cài đầu vẫn dùng trước giờ không thấy đâu nữa. Bất giác, bà cảm thấy ấm lòng, nước mắt lưng tròng. Cho rằng mẹ lo lắng cho mình, cô Tú liền đỡ tay mẹ nói: mẹ, nhà con đối xử với con rất tốt. Mặc dù cuộc sống có khó khăn, nhưng mà mẹ đừng có lo. Con rể mẹ còn nói đợi sang năm á, có điều kiện khá lên một chút sẽ đón mẹ về ở cùng. Bà Trương cười, mắt vẫn rưng rưng. Bà rút từ trong túi ra chiếc trâm vàng, bảo con ngồi vào lòng như ngày thơ bé, nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên tóc con. Con à, đây là món quà cuối cùng mẹ cho con. Lúc khổ sở nhất mẹ cũng không nỡ bán nó, bởi vì nó là niềm tin, là hy vọng. Chỉ cần có niềm tin và hy vọng, cuộc sống có khổ sở đến thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Bà Trương nghẹn ngào nói với con. Cô Út gật đầu, nghĩ lại những ngày bố mẹ con dựa vào nhau để sống mà nước mắt trào dâng. Không lâu sau đó, bà Trương từ giã cõi đời, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ bình yên. Về sau, hai cô lớn vì muốn tranh căn nhà dột của mẹ mà nảy sinh cãi giả, kiên quyết không nhìn mặt nhau. Cô Út tuyệt nhiên không tham gia. Hai vợ chồng cứ thế thanh thản sống qua ngày cho đến khi sinh con, rồi họ lớn lên lập nghiệp. Chiếc trâm cài đầu vẫn luôn được cài trên tóc của cô, cho dù tháng năm đã khiến cho mái tóc ngả sang màu trắng. Con gái cô cũng đã có gia đình, có con. Chiếc trâm vàng được cô tâm niệm sẽ truyền từ đời này sang đời khác, bởi có nó
là có niềm tin và hy vọng. Có nó, đời người sẽ không còn gập ghềnh khó khăn nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, người ta thường nói bạn là người như thế nào, bạn sẽ đi với người như thế đó. Thế giới này có những tấm gương phản chiếu. Bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thu hút và hay có xu hướng đi với những người như vậy, tương đồng với nhau về mặt tính cách. Gieo nhân nào, gặt quả gì, tất cả mọi thứ đều là sự phản chiếu từ chính trái tim của bạn. Muốn gặp người tốt, trước hết bạn phải là người tốt cái đã. Số phận của một người hoàn toàn nằm trong tay họ. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn sống như thế nào? Bạn có thay đổi hay không? Và thay đổi khi nào? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn cả. Có người đi chợ mua một con lừa, nhưng không biết tính cách của con lừa ra sao, nên bạn với ông chủ muốn thử nó trong 2 ngày. Anh ta dẫn con lừa về chuồng và nhốt nó với 3 con lừa mà anh ta đã có. Và anh ta biết rất rõ hành vi của 3 con lừa này. Có một con siêng năng, con kia thì lười biếng, và con còn lại thì rất giỏi ăn uống. Sau khi con lừa mới mua được dẫn đến chuồng, thì nó chỉ đi bên cạnh con lừa lười biếng. Khi người mua lừa nhìn thấy điều này, anh ta lập tức dẫn con lừa quay trở lại chợ, trả cho ông chủ, không mua nữa. Ông chủ bán lừa nhìn thấy người này và nói: "Sao anh chưa thử nó kỹ mà đem trả lại rồi?" Người đàn ông trả lời: "Tôi đã biết nó là loại lừa gì, không cần phải thử nữa." Bạn bị thu hút bởi những người như thế nào thì bạn sẽ là người như thế đó. Và con lừa cũng vậy. Chính vì con lừa được mang về nhà có bản chất lười biếng ăn trong máu, nên nó sẽ đi lại một cách có ý thức hoặc vô thức đến bên các đồng loại có tính cách tương đồng. Trong cuộc sống này, thật ra không khó để phát hiện ra những người có tính cách, sở thích tương đồng, thường dễ thu hút nhau hơn. Nếu một người làm việc quang minh, lỗi lạc, kính già, yêu trẻ, thì bạn của anh ta cũng sẽ có những phẩm chất như vậy. Giống như câu nói, người với người sẽ có khí chất khác nhau. Bạn có khí chất như thế nào thì sẽ thu hút người như thế đấy. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai trẻ đi mua bát. Anh ta nhấc đại một chiếc bát lên và cụng nó với những chiếc bát khác trong quán. Cứ như vậy, anh ta gần như đã làm thế với tất cả các bát trong quán, nhưng lại không ưng ý chiếc nào. Ông chủ bán hàng không hiểu tại sao anh ta lại cụng 2 chiếc bát vào nhau. Anh ta nói, nếu mà phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai thì chắc chắn là bát tốt. Ông chủ nghe thấy thế liền đưa cho anh ấy 1 chiếc bát, mỉm cười nói, nè, cậu thử cầm chiếc bát này thử xem, chắc chắn sẽ chọn được chiếc bát mà cậu muốn. Chàng trai trẻ nghe lời làm theo. Kết quả chiếc bát nào cũng phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Anh ta không hiểu nhìn ông chủ. Ông chủ lại mỉm cười. Chiếc bát ban đầu cậu chọn để đi thử là hàng loại 3. Nếu dùng nó để thử thì chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Nếu muốn một chiếc bát tốt, trước tiên phải chắc chắn rằng trong tay của cậu cũng là một chiếc bát tốt. Thưa quý vị và các bạn, người với người cũng như vậy. Bạn là người như thế nào thì quyết định bạn sẽ gặp người như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này là buồn đau hay là hạnh phúc, là may mắn hay là xui xẻo, phần nhiều là do cách nhìn nhận của mỗi người. Sự ám ảnh của cái gọi là sướng khổ sẽ khiến con người ta cứ luôn phải vùng vẫy trong sự bế tắc do chính mình tạo ra. Vậy cho nên, hãy cứ đơn giản quá và buông bỏ hết những thứ không cần thiết, sống chung với những thứ ta không thích, không chấp niệm với bất cứ điều gì. Chỉ là nghĩ thoáng hơn, đơn giản quá tất cả thì cuộc sống của bạn cũng sẽ giản đơn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn nội dung câu chuyện nhìn thấu nỗi khổ cuộc đời. Cuộc đời là bể khổ, khi đối mặt và nhìn thấu rồi sẽ an vui.
Thứ nhất là cuộc sống không hề hoàn hảo. Chúng ta luôn kỳ vọng được sống trong một thế giới hoàn hảo và lý tưởng. Đó là nơi ta được sống chung với những người mình yêu thích và những việc ta muốn làm. Thế nhưng, hiện thực lại hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống vốn không hề hoàn hảo như ta mong muốn. Mỗi ngày, ta đều phải gặp, phải đối mặt với những người ta không thích và những việc làm ta thấy phiền muộn. Đôi khi ta có thể tránh được, nhưng khi đã không tránh được những người, những việc ấy thì ta phải làm như thế nào? Liệu ta có phải thích tất cả những người hay những việc xung quanh mình hay không? Sáng thức giấc, thấy mình không còn trẻ. Nhìn vào gương, đôi ba vết đồi mồi. Và ta biết cuộc đời là chuyện kể. Ai cũng một lần xanh như lá, thế thôi. Sáng thức giấc, nhìn vạt nắng tinh khôi. Mỗi ngày trôi, đều cháy hết mình để sống. Chợt hiểu ra, bao nhiêu thứ trên đời vẫn đáng yêu và tràn đầy hy vọng. Sáng thức giấc, thấy lòng như gió lộng, chỉ muốn ra khơi cắn đôi cánh cuộc đời. Dẫu một mai sống thét gào biển động, chẳng tiếc gì sau một chuyến rong chơi. Sáng thức giấc, thấy còn ta trên đời thì vui đi, vì bao người mơ ước. Hãy nhắm mắt vài giây và tự mình thưởng thức một tách trà thơm, thế là hạnh phúc rồi. Thứ hai đó là làm thế nào để đối mặt với những người và việc mà ta không thích. Nếu như có một người, mỗi lời nói và hành động của họ đều khiến người khác thấy phản cảm, chán ghét, vậy thì phải làm thế nào để chịu đựng được họ? Trong công việc, sẽ có người đồng nghiệp mà ta không thích, nhưng vẫn phải ngày ngày làm việc chung. Hay có những việc ta không muốn, nhưng vẫn bị giao cho làm. Cứ như vậy, tâm trạng lâu ngày sẽ bị dồn nén, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vậy làm thế nào để giải quyết tất cả những muộn phiền đó? Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng, người tài giỏi thực sự là người có thể ung dung sống chung với những việc, những người mà bản thân không thích. Lời Phật dạy về cuộc sống cho rằng, có ơn phải báo, có giận phải quên, trả oán thì ngắn, trả ơn thì dài. Người có lòng độ lượng, luôn biết ơn, sẽ có một cuộc sống luôn vui vẻ thoải mái. Nếu có thể, đừng than chi số phận, gạt nỗi buồn, vướng bận, gió cuốn đi. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, sao bận lòng cho những phút sân si. Nếu có thể, hãy thả lòng mình đi nhé, sống vị tha, mạnh mẽ giữa cuộc đời. Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi, tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi. Nếu có thể, thả hồn nương theo gió, biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều. Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ, cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu. Nếu có thể, giữ cho mình những phút khẽ khàng trôi, không một chút ầm ào. Giữa chờ đời lặng ru bình yên ngủ, thả muộn phiền theo cánh gió lao sao. Thứ ba, trên đời này có người không thích bạn, cũng chẳng thiếu người bạn không thích. Dân, đó là điều rất bình thường. Cho dù bạn có tốt đến đâu, hoặc người kia có hoàn hảo đến như thế nào, cũng không thể như mình mong muốn được. Bởi vì tốt hay xấu là một chuyện, có thích hay không lại là một chuyện khác. Ai cũng muốn sống một cuộc đời thật xuất sắc, vì những người mình thích mà sống. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng vì những người mình không ưa mà đánh mất niềm vui của bản thân. Điều đáng buồn trong cuộc đời này là bạn không được sống cùng với những người mình thích, không được làm những việc mình muốn, từ đó sẽ sinh ra khổ. Nhưng mọi việc trên đời này hay những người ta gặp đều do số phận sắp xếp sẵn. Tất cả đến với ta đều là một chữ duyên. Phật dạy rằng vạn sự tùy duyên. Bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngoại cảnh chính là cái bóng do nội tâm của chúng ta phản chiếu ra. Chúng ta nghĩ gì trong lòng không khó để có thể nhận ra từ bên ngoài. Khi ta lạnh lùng, ta sẽ nhìn mọi việc với thái độ bàng quan. Khi ta khép lòng, ta nhìn đâu cũng thấy sự ích kỷ.
Khi lòng ta khoan dung, độ lượng mới có thể nhìn thế giới ngoài kia tràn ngập sự ấm áp và hy vọng. Hiểu được chữ buông của Đạo Phật sẽ giúp cho ta tránh phí hoài một đời vô nghĩa. Có những lúc thấy cuộc đời nhàm chán, muốn dừng lại một nhịp của bước chân, chợt ánh sáng tương lai tha thiết gọi, đứng lên đi, hạnh phúc ở rất gần. Có những lúc chỉ một mình đơn độc, muốn kiếm tìm những câu hát yêu thương, khi bình minh gõ cửa ở bên thềm, không sao đâu, tim thì thầm vẫn ổn. Có những lúc nghe lòng người chua chát, trước lọc lừa toán tính lẫn dối gian, đêm dịu dàng ôm bờ vai thật khẽ, đóa quỳnh hương vẫn tỏa giữa đêm tàn. Có những lúc, có những ngày như thế, không nụ cười, chỉ ánh mắt tái tê, lại thấy mình may mắn hơn người khác, có một chốn bình yên để tìm về. Thứ tư, đừng quá đặt nặng cái tôi của bản thân. Dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến như thế nào thì vẫn có một số người và việc khiến ta buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc người ta đáng ghét ra sao, đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hả dạ. Hãy tự hỏi tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến như vậy về họ. Bạn có biết rằng, trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích, không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét. Hay nói cách khác là ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chính chúng ta. Chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên, giúp chúng ta mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân mình. Chỉ cần mang cái tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này. Đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay, điều cho chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận sống chung. Yên lặng và nỗ lực tối đa làm tốt mọi việc của mình, sống với thái độ tích cực, cảm hóa cuộc đời. Chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống cho rằng tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mặc luận nhân phi. Tức là khi ngồi yên, nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính chúng ta. Trong cuộc sống này, có người vừa sinh ra đã ngậm thiệp vàng, cả đời sống trong nhung lụa, có người thì sinh ra trong cực khổ, sống phấn đấu cũng không phất lên nổi, đó chính là vận mệnh. Vận mệnh con người là đặc điểm và xu thế chung của tất cả những gì đã gặp trong đời người. Vận mệnh con người có thể nói là loại sức mạnh mà con người khó nắm vững và chi phối. Từ đầu đến cuối, nó sẽ chi phối hoạt động lựa chọn của con người, đồng thời đã định sẵn kết cục một đời. Dù đục dù trống, con sông vẫn chảy. Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.